Mời chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 23 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang trải qua trận mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản và tính mạng con người. Hiện nay đang là mùa mưa ở khu vực Trung Quốc nên xuất hiện các đợt mưa lớn là bình thường và không phải là trái mùa. Tuy nhiên, với lượng mưa đạt hơn 600mm trong vòng 24 giờ thì đúng là quá lớn và được cơ quan khí tượng Trung Quốc đánh giá là trận mưa lớn chưa từng có suốt 1.000 năm qua ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hiện chưa có nghiên cứu đánh giá cụ thể nguyên nhân đợt mưa lớn cực đoan này. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân gây ra các hiện tượng thiên tai khốc liệt và hiếm gặp này được gắn với sự kiện biến đổi khí hậu. Theo nhận định, biến đổi khí hậu dẫn đến sự thay đổi về tần suất, cường độ, quy mô, không gian, thời gian và quy luật hoạt động của các cực đoan thời tiết và khí hậu. Nhiệt độ nóng lên có thể làm cho các nhiễu động của hệ thống khí quyển như giải hội tụ nhiệt đới, các xoáy, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông, lốc trở nên mạnh hơn và xảy ra nhiều hơn. Tại sao ngay cả các nước có nền khoa học tiên tiến như Đức và Trung Quốc mà dự báo mưa còn khó khăn như vậy? Trong những năm qua, với sự phát triển của khoa học và công nghệ, dự báo khí tượng thủy văn trên thế giới đã có những bước tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, dự báo lượng mưa lớn vẫn là một thử thách lớn đối với bài toán nghiệp vụ trên thế giới, đặc biệt là mưa cực đoan. Chúng ta mới dự báo tốt về vùng mưa lớn, chưa thể dự báo chính xác lượng mưa tại một vị trí, thời gian cụ thể. Công nghệ dự báo của thế giới hiện nay chưa có khả năng dự báo lượng mưa lên đến vài trăm mm trong vài giờ như vậy. Các nghiên cứu mô phỏng số với độ phân giải cao bằng các mô hình bất thủy tĩnh có độ phân giải quy mô đám mây trong thời gian qua đã chỉ ra rằng các dự báo bằng mô hình số có tính dự báo thấp, đặc biệt đối với cấp mưa lớn. Điều này là do tính dự báo của khí quyển bị chi phối rất mạnh bởi các nhiễu động có quy mô không gian và thời gian rất nhỏ. Một kích thích đối lưu nhỏ hay sai lệch của tâm hội tụ ẩm thực thấp cũng có thể dẫn đến các thay đổi rất nhanh của các bất ổn định trong khí quyển và tạo nên các phân bố đối lưu sâu khác nhau dẫn đến hệ quả mưa khác nhau. Những năm gần đây, nhiều thiên tai cực đoan xuất hiện, các cơn bão dị thường xảy ra hoặc cùng lúc xuất hiện các tổ hợp thời tiết nguy hiểm cùng tương tác. Vì sao có hiện tượng này? Việc dự báo gặp khó khăn như thế nào? Theo thống kê thực tế, không phải những năm gần đây thường xuất hiện các cơn bão có đường đi rất kỳ dị hoặc cùng lúc xuất hiện 2 đến 3 cơn hoặc các tổ hợp nguy hiểm tương tác mà trong quá khứ cũng đã xảy ra nhiều trường hợp như vậy tại các thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân. Nguyên nhân xảy ra 2 đến 3, thậm chí 3 đến 4 cơn bão hoạt động đồng thời là do hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới thường được hình thành trong những tháng mùa mưa. Giải hội tụ nhiệt đới này thường kéo dài hàng nghìn km, giải hội tụ luôn tồn tại trong các trung tâm khí áp thấp. Nếu điều kiện thuận lợi, các trung tâm khí áp thấp này sẽ mạnh lên và tạo thành những cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới. Việc dự báo những cơn bão hoạt động đồng thời và những tổ hợp thời tiết tương tác lẫn nhau là rất phức tạp và khó khăn, đòi hỏi phải theo dõi liên tục để phát hiện những sự thay đổi nhỏ của hoàn lưu khí quyển. Hiện tại, do hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn ở trên Biển Đông nói riêng và ở vùng biển Thái Bình Dương nói chung còn hạn chế và thừa thớt dữ liệu, nên rất khó khăn cho công tác dự báo những cơn bão có hướng di chuyển phức tạp hoặc bị tương tác bởi những cơn bão khác. Người dân đang rất quan tâm, năm 2023, tại Trung Quốc cũng có mưa lũ kỷ lục đe dọa cuộc sống của cư dân ven sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Năm nay, mưa lũ tại Hà Nam, Trung Quốc cũng đang gây thiệt hại lớn cho một số khu vực. Mưa lớn năm 2023 gây lũ kỷ lục đe dọa đập Tam Hiệp, Dương Tử là Fromeyu, hệ thống thời tiết gây mưa chính ở Trung Quốc và khu vực Đông Á, duy trì hoạt động kéo dài, cường độ mạnh hơn bình thường. Năm 2021, Frome, ranh giới phân tách hai khối không khí có nhiệt độ khác nhau, Meiyu tồn tại gây mưa suốt từ giữa tháng 4 tới tháng 6 năm 2022. Còn trong năm 2023, mưa lớn xảy ra trên hệ thống sông Hoàng Hà, nằm phía trên của hệ thống sông Dương Tử, sâu vào trong đất liền, nằm ở phần phía bắc của Trung Quốc. Nguyên nhân là do một khối không khí biển lấn từ phía đông vào kết hợp với vùng xoáy thấp, gây mưa lớn trên hệ thống sông Hoàng Hà, thủ phủ Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam của Trung Quốc. Mưa lũ gây vỡ đê ở Hà Nam, Trung Quốc, thành phố Tân Hương nguy cấp. Đêm ngày 22 tháng 7, rạng sáng ngày 23 tháng 7, hai đoạn đê trên sông Vệ ở tỉnh Hà Nam miền Trung Trung Quốc đã bị vỡ do mưa lớn và lũ xối xả. Thêm một thành phố ở tỉnh này lâm vào tình trạng nguy cấp. Sau nhiều ngày mưa lớn,
sáng ngày 23 tháng 7, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Hạ Bích của tỉnh Hà Nam đã bị vỡ. Mặc dù nhiều xe chở đá và xe tải lớn đã được đẩy xuống sông nhưng vẫn không lấp nổi chỗ đê bị vỡ. Hiện tại, hai ngôi làng ở đây đã thất thủ, các ngôi làng gần đó bị nhấn chìm trong biển nước trong khi mực nước vẫn không ngừng dâng cao. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, một thị trấn của huyện Tuấn bên dòng sông Vệ tiến hành xả lũ khiến người dân phải di rời khẩn cấp. Huyện này đêm ngày 22 tháng 7 phải nâng mức ứng phó khẩn cấp với mưa lũ lên cấp 1, tức mức cao nhất. Con kênh có tên Cộng sản Chủ nghĩa cách sông Vệ không xa về phía Tây, lượng nước cũng đã tràn đê. Vào lúc 10 giờ tối ngày 22 tháng 7 giờ địa phương, đoạn đê trên sông Vệ thuộc địa phận thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam cũng đã bị vỡ. Mặc dù trước đó người dân địa phương đã đẩy xuống sông hai chiếc xe tải lớn để bịt chỗ thủng, thành phố này đã phải ra thông báo khẩn yêu cầu di rời người dân và tổ chức lực lượng cứu hộ vá đê. Gần 30.000 người tại Tân Hương đã được di rời khẩn cấp. Cũng trong hôm qua, Thứ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp kiêm Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Chu Học Văn đã dẫn đầu một đoàn công tác liên ngành đến Tân Hương để hỗ trợ phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Trước tình hình nguy cấp ở Tân Hương, Trung Quốc cũng đã phải điều động một trong những thiết bị cứu hộ dưới nước tiên tiến nhất nước này. Cầu phao cứu hộ khẩn cấp vốn được mệnh danh là tàu sân bay cứu hộ, có thể di chuyển cùng lúc hơn 400 người đến thành phố này. Đến nay, Tân Hương, thành phố có hơn 6,2 triệu dân, đã có 770.000 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lượng mưa tối đa trong gần 5 ngày qua tại đây đã lên tới 907mm và gây ngập úng nghiêm trọng trong nội đô. Mực nước tại một số làng, thị trấn tại Tân Hương cũng đã vượt qua 2m. Được biết, sông Vệ có tổng chiều dài hơn 400km, trong đó đoạn đi qua tỉnh Hà Nam khoảng 240km, hiện vẫn chưa có thông báo nào về thiệt hại do hai trận vỡ đê này gây ra. Trước đó, quân đội Trung Quốc đã phải cho nổ một con đập để chuyển hướng dòng nước lũ, mối đe dọa chết người sau đợt mưa kỷ lục. Con đập được cho nổ ở thành phố Lạc Dương, ngay khi đợt lũ nghiêm trọng tàn phá thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam. Các chuyên gia khí tượng cho biết, thành phố Trịnh Châu đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 644,6mm trong 24 giờ, vượt tổng lượng mưa trung bình cả năm khoảng 640,8mm của thành phố này. Bắc Kinh, Trung Quốc ban hành cảnh báo cao nhất về mưa bão. Đài quan sát khí tượng quận Mật Vân ở phía đông bắc thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cao nhất về tình hình mưa bão vào lúc 9 giờ giờ địa phương. Dự báo nhiều khu vực chứng kiến những trận mưa như chút nước. Sáng qua, ba quận ở thủ đô Bắc Kinh gồm Thuận Nghĩa, Bình Cốc, Mật Vân đã đồng loạt ban bố báo động đỏ về mưa bão khi các đợt mưa lớn được dự báo sẽ kéo dài đến tối cùng ngày. 9 giờ sáng ngày 23 tháng 7, lượng mưa ghi nhận được tại một số nhà ga ở quận Mật Vân đã vượt quá 200mm. Trong khi đó, khu vực miền Đông Trung Quốc cũng đã được đặt trong trạng thái báo động cao nhất khi bão Infa tiếp tục đổ bộ. Cơ quan chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Chiết Giang đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với bão Infa lên mức cao nhất. Trung tâm Khí tượng Quốc gia của Trung Quốc dự báo tỉnh Chiết Giang, thành phố Thượng Hải, tỉnh Giang Tô cùng nhiều khu vực ở miền Đông Trung Quốc sẽ hứng chịu mưa, gió mạnh, thậm chí nguy cơ ngập lụt. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống bão, ít nhất 1,65 triệu dân ở Chiết Giang đã được sơ tán. Quảng Đông, Trung Quốc phát đi 50 cảnh báo vì bão kép. Hơn 50 cảnh báo đã được phát đi ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc khi bão kép đã và đang tiến vào các tỉnh ven biển nước này. Bão Kempaka, cơn bão đầu tiên tấn công Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này. Hơn 50 cảnh báo bão đã được phát đi. Một số thành phố ven biển nâng cảnh báo lên màu đỏ, tức mức cao nhất. Do ảnh hưởng của bão, 990 chuyến bay tại Quảng Châu, Thâm Quyến và Chu Hải, ba thành phố lớn của Quảng Đông đã bị hủy đến chiều qua. Cơ quan khí tượng thủy văn Quảng Đông cho biết, bão Kempaka với mưa lớn và gió giật sẽ tấn công khu vực phía đông và phía tây tỉnh này và đồng bằng sông Châu Giang cho đến ngày mai, làm tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa thiên nhiên khác như ngập lụt, lũ quét, lở đất. Quảng Đông đã phải đưa tàu cá vào bờ và yêu cầu người làm việc tại các khu nuôi cá trên biển lên bờ tránh trú, trong khi các thành phố như Chu Hải, Trung Sơn phải đóng cửa các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học. Các thành phố Dương Tây, Dương Giang và Đài Sơn của Quảng Đông đã phải phát đi cảnh báo bão màu đỏ, trong khi các địa phương khác đã đưa ra 9 cảnh báo màu vàng, 27 cảnh báo màu xanh và 13 cảnh báo màu trắng. Quảng Đông có hệ thống cảnh báo thời tiết 5 cấp độ, được mã hóa theo màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho mức độ khắc nghiệt nhất, tiếp theo là cam, vàng, xanh và trắng. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Quảng Đông cũng cho biết bão Infa đang tiến đến khu vực ven biển của các địa phương tiếp giáp với tỉnh này, gồm Chiết Giang và Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc.
Theo thông báo của Trung tâm Dự báo Môi trường Biển Quốc gia nước này, do ảnh hưởng của bão Kempaka, khu vực Tây Bắc Biển Đông sẽ có những đợt sóng lớn từ 4 đến 6 mét, trong khi khu vực phía Nam của Biển Hoa Đông được dự báo sẽ có sóng mạnh từ 6 đến 10 mét. Vùng biển ven biển các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến sẽ có sóng từ 2 đến 3 mét do ảnh hưởng của bão Infa. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc cho biết hai cơn bão này sẽ ảnh hưởng lẫn nhau và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại các địa phương mà nó đi qua. Vừa rồi là thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!